Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với channel Thì Vụ Audio ha. Thì mình là Khánh. Hôm nay sẽ là một tip chia sẻ rất là nhanh thôi, cách để mọi người cắm dây hai loa Xpro với một súp thành bộ dàn karaoke hoàn chỉnh nó như thế nào. Bắt đầu thôi. Ok, ở đây thì mình sẽ đang có là một loa Bose Xpro đời cũ này với một loa Bose Xpro Plus và một cái súp Jamo S808. Rồi, nhanh thôi mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách cắm. Đầu tiên thì mọi người xem qua cái phần các cổng kết nối của nó trước đi ha. Nhìn sơ qua phần này mọi người sẽ nắm được nó luôn. Thì mọi người cứ để ý cho mình nè. Ở đây nó có ghi chữ, thật ra nó có ghi chữ hết. Trên cái loa Xpro cũ đi ha, nó có được hai đường input nè, input tức là đầu vào nè, thêm một đường nữa là đường thứ ba, đường này là đường ốc 3.5. thường thì mình sẽ dùng hai cái này, và cái jack như thế này là cái jack mọi người để ý, mình có chia sẻ thực trước đây rồi đấy, cái jack là cái jack vừa cắm được 6 ly vừa cắm được canon nha mọi người ha. Rồi điểm chú ý ở đây mình gì, đây nó có đường layout đây, out tức là sao, là out tức là out cái tín hiệu, là cái tín hiệu đi ra, tín hiệu đi ra từ con này qua một con khác thì sẽ xài cái cổng này. Khi mình muốn nối thiết bị gì đó thì mình sẽ xài cái cổng này. Rồi thì bây giờ hiện tại bởi vì là mình không có hai loa giống nhau đó, nên nó sẽ khác với mọi người ở nhà một xíu, nhưng mà mọi người cứ kiếm cái dây, cái đầu jack nó tương tự là được. Đây con Xpro lớn á thì cái đường out của nó khác một xí, hai đường này trên nó giống nhau, trên giống cái con Xpro thường, nhưng mà cái đường out của nó, thằng này nó sẽ out tốt hơn, nó sẽ là chơi out canon luôn ha. Rồi đây, vậy thì nếu mà muốn nối như thế này thì mọi người cần có dây gì? Đầu tiên á, thì mọi người phải xác định cho mình luôn là cái con nào, cái con loa nào á, là cái con loa mọi người bắt Bluetooth vô nè, cắm loa, cắm micro nè. Mình xác định đó là một con, đó gọi là con chính ha, gọi là con chủ á. Con này sẽ là con kết nối Bluetooth cắm micro vô. Rồi, vậy thì mình sẽ sao? Mình sẽ lấy cái đường layout tín hiệu của nó. Vì layout tín hiệu của con này đang là đường 6 ly nên mình sẽ lấy một sợi dây, một đầu 6 ly ha, vô đường layout của nó. Out tín hiệu của nó bắt đầu sẽ, nó sẽ đi đâu ạ? Nó sẽ đi qua đường input của con này ha. Mọi người cắm thế này cũng được nha, hoặc mọi người thích mọi người cắm trên này cũng được luôn, miễn làm sao nó vô input là được. Đó, rồi. Ở đây mình ví dụ là mọi người cắm trên đây đi ha. Rồi, ok. Rồi tiếp đến, mọi người sẽ cắm từ cái con này nè qua con súp. Ok, mọi người cắm từ con này qua con súp thì sao? Thì mọi người thấy không? Thấy cái đường layout nó không? Đó, nó sẽ có đường layout này. Bởi vì do là con đường layout này nó là đường canon. Đó, nên là mình sẽ dùng một cái dây đầu canon trước đi ha. Canon cái cắm vô. Và con loa Jamo này, đó, con loa Jamo này thì mình, nó đường input của nó sẽ là đường AV, nên mình sẽ lấy dây canon AV. Đó, mọi người thấy không? Đây. Rắc vào rắc AV. Cắm vô. Rồi xong. Đó, mọi người nhìn lại ha, chỉ cần hai sợi dây là xong ha. Nguyên hệ thống của mình. Đương nhiên với cách mọi người cắm dây như thế này thì chắc chắn nó sẽ âm thanh nó chỉ ra được mono thôi, không thể nào ra được stereo. Bởi vì nối tín hiệu từ con này con kia mà, nó sẽ không bao giờ ra được stereo. Tuy nhiên muốn mọi người muốn ra được stereo thì mọi người phải có vang số cơ. Để hai nối hai con, nhưng mà vang số thì lại quá rườm rà. Đặc biệt là với những con như Xpro này, mình chủ yếu mình mang đi chơi nữa, nó có pin mọi người mang đi chơi thì xài vang số thì nó sẽ hơi rườm rà một tí, nên cắm dã chiến như thế này là tốt nhất rồi. Rồi, nhưng mà cắm cái này nó sẽ có một cái điểm hơi kỳ, hơi khó xài một tí. Tức là sao? Tức là âm lượng của cái con này nó sẽ chỉnh riêng, âm lượng con này nó cũng chỉnh riêng luôn, và con này nó cũng chỉnh riêng luôn, nên mọi người phải căn bằng tai. Tức là không phải con này out ra hay là con này, hai con tăng nhau là con này tăng âm lượng lên là con này tăng theo, không vậy. Con này tăng là việc của con này thôi, con này tăng là nó chỉ tăng ảnh hưởng đến con này thôi. Rồi mọi người muốn con này to lên thì mọi người phải cắm, ví dụ mọi người cắm vào đây đi ha, thì mọi người tăng giảm trên đây, mọi người cắm dưới này thì mọi người tăng giảm trên đây, và mọi người phải chủ động nghe bằng tai giữa hai con xem làm sao cho nó cân hai con bằng nhau là được. Súp cũng vậy thôi, súp mọi người thấy ít quá hay nhiều quá thì mọi người tăng giảm tùy theo nhu cầu.
Vừa rồi là một chia sẻ rất nhanh của mình để mọi người có thể biết cách được là cắm giữa hai loa S1RO kèm với một cái súp nữa thì sẽ cắm dây như thế nào. Cách này thì không chỉ áp dụng lên Bose S1RO mà mọi người có thể áp dụng lên các dòng loa khác, miễn là nó active. Những dòng loa active khác cắm cứ như vậy là ok, ram thành hết. Nếu mọi người thấy clip này hay, mọi người hãy cho mình một like, một share, một subscribe để mình có nhiều động lực hơn để làm clip tiếp theo. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.